Xin chào mọi người, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube Chơi Mobile, kênh mua bán trao đổi điện thoại cũ. Hôm là ngày 8 tháng 6 2021 thì em lại tiếp tục lên một video mới giới thiệu cho mọi người những sản phẩm mà em đang có tại ngành nhà mình. Ok, bên em vẫn ship hàng toàn quốc cho người ở xa mọi người nhé. Hiện tại dịch giã thì mọi người ngại có mua hàng thì em có ship hàng toàn quốc cho người ở xa, nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán. Địa chỉ hàng thì nằm tại số nhà 133 Lương Chí Vinh, Trung Văn, Hà Nội. Và số điện thoại mọi người liên hệ cho em qua số điện thoại trên này nhé, 0358 479029, và Zalo là 0979 622994. Ok, bây giờ thì em sẽ giới thiệu luôn những chiếc thoại mà em có trong video này. Đầu tiên thì em xin giới thiệu một chiếc Samsung A7 2018. A7 2018 thì em có một chiếc này, duy nhất một chiếc máy màu xanh nhé. Và đằng sau lưng thì có xước phẩy này. Đó, lưng có xước nhé. A7 2018 này thì được thiết kế đằng sau lưng là có 3 mắt camera này, đèn flash đây nữa. Viền thì còn đang còn rất là đẹp này, viền còn khá đẹp mọi người nhé. Viền viết còn khá đẹp, không bị cấn móc, không bị xước sát gì sâu cả. A7 2018 thì máy thì bên cạnh viền cực kỳ mỏng nhé, hỗ trợ cả vân tay ở cạnh đây. Màn hình thì là màn hình Super AMOLED, hiển thị full màn này. Màn của nó AMOLED cho nên là cho hiển thị cực kỳ đẹp, rõ nét và không bị ám ố gì mọi người nhé. A7 2018. Chiếc này thì là bản công ty nên nó sẽ là 2 sim 2 sóng. Cấu hình của chiếc này là RAM 4 bộ nhớ 64, RAM 4 bộ 64. Mình thử qua cái camera của nó nhé. Đấy, cắm trước cắm sau. Khá là nét và đẹp. A7 2018 này thì em đang bán với giá là 2 triệu tròn này. Con này sức phải lương thì bán 2 triệu nhé. Bình thường đẹp thì em bán 2 triệu mốt này. Máy bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đều 1 trong 1 tuần nếu có lỗi nhé. Đó, máy tặng kèm sạc cáp đầy đủ luôn, 2 triệu tròn. Mọi người yêu thích chiếc này thì alo cho em nhé, qua hai số chạy tên này cho em với. Tiếp theo đi là một chiếc nữa, là một chiếc S15G. S15G em có trên tay đây là một chiếc máy màu gold này, bản Hàn mọi người nhé. S15G thì chỉ có bản Hàn thôi. Con này thì hỗ trợ cả băng tần 5G. Ở Việt Nam thì bắt đầu là đang thử nghiệm dùng 5G rồi, dần dần thì sẽ được khai thác 5G như 4G bây giờ. Đó, S15G chỉ dùng được một sim thôi. Cấu hình của chiếc này thì khá lớn, RAM 8 bộ nhớ 256, 256GB thì mọi người lưu trữ tha hồ luôn nhé. Con này thì màn hình OLED cho cái hiển thị cực kỳ đẹp nhé, xem phim 4K các thứ ok hết này. Ultra trước là cực kỳ đẹp nhé, màn hình cong hai bên sườn này. Đó, loa con này cực kỳ to mọi người nhé. Máy thì nguyên zin, đang còn cả áp suất luôn. Để mọi người nhìn nhé, sensor này, đó, áp suất này rất căng nhé. Màn hình thiết kế lớn, hiển thị cực kỳ đẹp, ok, cảm ứng này mượt mà luôn. Đó, S15G mọi người nhé. Máy này thì mọi người live stream này, cũng như là để hát karaoke, âm thanh thì cực kỳ là ok luôn. Đó, viền thì viền vàng, con này thì viền này có sức nhẹ thôi chứ không bị cấn móp sâu gì cả. Đó, S15G, máy mỏng rất là đẹp mọi người nhé. Camera này, cắm trước cắm sau này, cực kỳ nét nhé. Ôi, đấy, con này mà mọi người live stream cũng như là để quay video cực kỳ ok này. 4 mắt camera nhé, 3 mắt này, 4 mắt này. Đó, con này còn có cả vân tay ở trên màn hình nữa, cực kỳ ok luôn. Đó, RAM 8 bộ nhớ 256. Đấy, cắm trước cắm kép này. Con này thì ở màn hình thì nó có sức RAM mọi người nhé. Nó có sức RAM này cũng hơi nhiều. Thì giá thị trường bán nó gần khoảng 6 triệu. Thì con này thì mình bán là 6 triệu mốt thôi nhé. Tính nó sức RAM, mình bán 6 triệu mốt này. Bảo hành cho mọi người là 3 tháng, lỗi 1 được 1 trong 1 tuần. Đó, tân tật ở pin bùng ok hết mọi người nhé. S15G, 6 triệu 100 nghìn đồng. Bảo hành cho mọi người là 3 tháng, lỗi 1 được 1 và tặng sạc cáp zin, tai nghe luôn mọi người nhé, đầy đủ hết cho mọi người luôn. Tiếp theo là một chiếc Samsung Galaxy Note 8. Con này Note 8 bản Hàn màu đen, đã lên 2 sim rồi. Note 8 thì vẫn như vậy thôi, đằng sau lưng này có 2 mắt camera này và vân tay. Con này thì cảm biến vân tay và mống mắt đầy đủ hết này. Viền đẹp mọi người nhé, viền viết đẹp, không bị cấn móp gì cả. Note 8 thì được trang bị cọc sạc Type-C này, jack 3.5, bút S Pen. Đó, đầy đủ hết mọi người nhé. Đó, Note 8. Con này mặt kính và mặt lưng thì nó có sức phẩy nhẹ thôi mọi người nhé, sức phẩy lông mèo thôi, cũng chả nhìn thấy rõ đâu. Để kiểm tra phần áp suất cho mọi người này. Đó,
Máy thì đang còn nguyên cả áp suất mọi người nhé. Màn hình khá đẹp, không bị am mố nặng nề gì cả. Đó, màn trắng bốp luôn. Nốt 8 màn hình cũng là dòng OLED 2K. Hiển thị cực kỳ đẹp luôn. Cam trước cam sau ok này. RAM 6 nhá, bộ nhớ 64GB. Nốt 8, bán hàng 2 SIM. Máy thì tổng thể zin đẹp. Mình bán là 3,8 triệu, bảo hành 3 tháng. Lỗi 1 đổi 1 mọi người nhá. Tiếp theo là một chiếc Samsung Note 10. Con này thì là Note 10 5G. Đây, Note 10 5G. Máy thì thiết kế nhỏ nhắn hơn chiếc Note 10 cộng. Nó cũng là bản một SIM mọi người nhé. Cũng chạy được 5G thứ ok. Màn hình đẹp không am ố. Con này cấu hình là RAM 12GB bộ nhớ 256 nhé. 12GB RAM bộ nhớ 256. Nói chung là 12GB RAM để mọi người chơi game thì có là đỉnh rồi. Bút S Pen các thứ đầy đủ nhé. Đó. Đó, cục sạc Type-C. Con này là màu đa sắc này. Mọi người nhìn chưa? Đó, được đổi màu, đằng sau là ba mắt camera. Thiết kế cái viền nhôm bo góc kiển rất là nam tính mọi người nhé. Đây. Để mình nói cái con Note 10 5G này thì mình đang bán là 4 triệu rưỡi nhá. Note 10 5G này 4 triệu rưỡi. Nó rẻ hơn cả một chiếc Note 9 cơ. Bởi vì sao? Bởi vì là cái màn hình này nhá, cái cảm ứng của nó đang bị đây, cái phần cảm ứng ở góc này mọi người nhé. Đấy, như là nó bị không phải nó bị mất mà cảm ứng đâu nhé, mà kiểu đây ở giữa này thì nó có vấn đề một chút, nên là nó sẽ không dùng được cái cảm ứng một đường thẳng này. Nói chung là dùng đây, dùng thì vẫn dùng ok, nhưng mà nó bị kiểu như là nó cảm ứng nó không chuẩn vào cái phần đấy. Đây ví dụ vào chấm này thì là sẽ không bấm được nhá. Nhưng mà mọi người này xoay ngang như này thì mọi người thao tác ok hết này. Hoặc là lúc mọi người chơi game, mọi người cũng thao tác xoay như vậy, chơi lên mặt này thì ok luôn nhá. Còn mặt này thì cảm một dọc này thì cảm ứng nó bị loạn. Đấy, không thì mọi người dùng cái bút này, mọi người nhắn tin cũng được, không sao cả. Đấy nhá, không thì mọi người dùng cái bút này. Đấy, dùng bút thì không sao mọi người nhá. Nhưng mà dùng cảm ứng thì sẽ không dùng được một cái hàng dọc này. Mọi người xoay ngay này để dùng ok. Màn thì không bị đốm, không bị ám à, ố gì cả. Áp suất áp xếp vẫn còn nguyên này. Đấy, Note 10 cam bọn này thì cực kỳ đẳng cấp nhá. RAM 12GB bộ nhớ 256. Mọi người nhìn dòng Note này, đây, camera của nó này cực kỳ đỉnh luôn. Đó, Note 10 5G mọi người nhá. Con này thì mình đang bán là 4 triệu rưỡi thôi, bảo hành cho mọi người là 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 nhá, kể cả bảo hành màn hình luôn mọi người nhá. Đó, Note 10 4 triệu rưỡi, nó chỉ bị một hàng cảm ứng vậy thôi. Mọi người mua về dùng quá rẻ nhá. Con này về dùng chơi game này, rồi là quay video cực kỳ hợp lý luôn. Mọi người biết là dòng này bây giờ mình dùng cảm thấy rất là sướng và mượt, màn hình đẹp này, xem phim cực kỳ nét nhá. Cái cảm ứng thì nó chả ảnh hưởng gì đâu. Cuối video thì mình có hai chiếc Samsung Galaxy Note 4. Note 4 thì vẫn vậy thôi, mình có hai màu, màu trắng và màu đen. Màu trắng thì còn nhiều, màu đen thì còn ít mọi người nhé. Máy thì tất nhiên là hình thức nó sẽ sức phải nhẹ rồi. Còn đâu là màn hình zin và main zin. Cấu hình của Note 4 này thì là RAM 3, bộ nhớ 32GB, màn hình Super AMOLED và có hỗ trợ vân tay đầy đủ mọi người nhé. Bút S Pen đầy đủ, cục sạc micro. Đấy, cam kia này, đấy, rất nét mọi người nhé. Đó, RAM 3 bộ nhớ 32GB, màn hình Super AMOLED, hỗ trợ là một SIM thôi. Con này thì các bác lớn tuổi dùng thì cực kỳ hợp lý, màn hình to, cấu hình cũng rất là ok, mượt mà. Đó, Note 4 mọi người nhé, mình bán đồng giá là 1.100.000 một chiếc. Mọi người yêu thích chiếc nào thì liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình để đặt hàng, cũng như là để xem chi tiết mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người xem video thì đừng quên bấm đăng ký kênh, chia sẻ kênh, bấm chuông để ủng hộ mình mọi người nhé. Bấm đăng ký kênh, bấm chuông thì đều là miễn phí để dành cho mọi người đăng ký kênh của mình sẽ nhận được video mà mình đăng hàng ngày. Rồi ok, phần cuối ở video thì là mình cảm ơn. Xin chào em là mọi người ở video tiếp theo mọi người nhé.